khám phá núi Kilimanjaro. Núi Kilimanjaro, nóc nhà của châu Phi. Núi Kilimanjaro Tanzania cao 5.895m là ngọn núi cao nhất của châu Phi. Đây cũng là một trong 7 ngọn núi cao nhất thế giới, được hình thành từ hàng triệu năm về trước. Gồm 3 miệng núi lửa là Kibo, Mawenzi và Sira. Ước tính Kilimanjaro phun dung nham lần cuối vào khoảng 360.000 năm trước. Tuy nhiên, hiện tượng phát tán khí ga vẫn thường xuyên xuất hiện trên đỉnh Kibo. Theo nhiều nghiên cứu kết luận, ở độ sâu 400m tính từ miệng núi Kibo, magma vẫn đang hoạt động và sôi sục âm ỉ. Bao quanh phía dưới núi là một vành đai rừng phong phú các loài động thực vật. Chinh phục Kilimanjaro luôn là niềm mơ ước của tất cả các nhà thám hiểm trên thế giới. Để khám phá, du khách có thể tham gia hoạt động leo núi và cắm trại qua đêm. Với bầu trời đêm lấp lánh, cắm trại dưới các vì sao ở đây là một trải nghiệm đáng giá. Hãy đến và thưởng ngoạn vẻ đẹp kỳ vĩ của Kilimanjaro bạn nhé!